trong chắc những chắn là đi chơi dạ. phải qua lại. Giờ con hỏi là chúng con muốn biết là sư ông muốn về Việt Nam ở lâu không? Sư ông con muốn con sắp xếp bên đó hay không? Con sắp xếp với chính quyền, với giáo hội, với lại tổ đình để cho sư ông ở luôn bên đó. There are many factors that were in play when Thầy was going to Vietnam. Of course, Thầy in the tradition is still the abbot, or was still the abbot of Thu Hue Temple. And so it's very appropriate for Thầy to return. So it was very exciting that Thầy can come back so that all of his students from all around the world can return to the root. And it's very beautiful that the Vietnamese government is willing to open up and to make that happen. When Thầy made sign,